Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, hôm nay á, thì là chủ nhật á, nên là mình ở nhà. Vậy nên là mình sẽ thực hiện cái yêu cầu của mọi người, đó là gợi ý một số các cái trang phục mà mình hay mặc cũng như là các cái trang phục mà mình thấy đẹp cho mọi người á. Thì đây là theo ý thích riêng của mình thôi nha, nên mọi người coi là có bộ nào mà hợp ý với mình không. Thì các cái bộ đồ mà mình phối á, sẽ thường theo tùm lum phong cách hết á, giống như là dịu dàng có nè, học sinh có, cá tính cũng có luôn. Nên mọi người cùng xem nha. Nếu như mọi người thấy cái bộ trang phục nào mà hợp với mình á thì mọi người lựa chọn theo. Còn mình á thì bộ nào mình cũng thích hết trơn á, chỉ là mình không có tiền mua thôi. Bây giờ mình sẽ đi vô trong cái phòng thay đồ của mình và thử cho mọi người coi nha. Đây là bạn robot work y nè, chắc mọi người cũng biết là đúng không? Và đằng sau lưng mình á, đó là cái con heo á. Mình không biết tại sao á mà mình ấp trứng á mọi người, nó toàn là ra heo không à, nó không có ra gà. Nên là mình đặt tên nó là con gà luôn. Bây giờ mình sẽ đứng vô cái phòng thay đồ á và thay cho mọi người coi các cái bộ trang phục mà mình cảm thấy là đẹp nhất nha. Mời mọi người coi video cùng mình nha. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아. 신들린 네 손가락. 그러니 한 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아. 신들린 네 손가락. 그러니 조금씩 천천히 내게
더 가까이 다가와줘 그대 이대로 내 곁에 머물러줘 그대 누가 뭐라 해도 괜찮아 멈췄으면